Tập trung này. Trong quá trình làm project ấy, thì chúng ta không thể tránh được những cái việc ví dụ như kiểu là chúng ta có hai cái class có tên trùng nhau, hai cái hàm có tên trùng nhau ở đâu đấy. Được chưa? Thì nếu mà chúng ta làm cái việc đấy ví dụ như sau. Tôi có một cái lớp, một cái class là model, một cái thư mục là model, trong này tôi với cái dự án này tôi cần sử dụng hai cái cơ sở dữ liệu là bao gồm MySQL và MongoDB ạ. Đúng không? Thì tôi cũng sẽ có những cái đối tượng nó có khả năng có tên trùng nhau, đó là chuyện bình thường. Và tôi cũng cần phải có những cái mô đồ để tương tác với cơ sở dữ liệu. Thì ở đây chúng ta sẽ, ví dụ tôi cứ demo ở đây, chúng ta sẽ có cái product model.php ở trong này. Và ở MongoDB chúng ta cũng có một cái đối tượng tên là product model. Ở đây cũng là product model.php. Và ở trong cả hai cái file product model chúng ta đều tạo class là product model. Ở đây chúng ta đều có hàm là index hoặc là hàm lấy là đây là hàm get all đi. Hàm get all. Ở đây chúng ta chỉ đơn giản là echo ra một cái đoạn text nào đấy. Ví dụ đây là echo ra MySQL product model gọi đến hàm get all. Ví dụ như vậy. Ở trong MongoDB chúng ta cũng có cái hàm và chúng ta viết tương tự như thế, giống hệt luôn. Như này. Giống hệt không khác gì. Ở đây chúng ta sửa thành MongoDB. Cũng product model trở thành get all. Thì nếu mà chúng ta khai báo bình thường thì chúng ta có cái require one cái file model này, product model và require one mongo model, product model, đúng không? Nếu mà như thế này, chúng ta muốn truy cập vào một cái hàm get all của MongoDB chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cần phải là sử dụng là model bằng new product model như này. Nếu các bạn viết như này chết chắc, bởi vì nó không thể biết được cái mục product model này nằm ở trong cái, nó sẽ lấy là cái model product model này hoặc hay là lấy ở mongo model product model, nó không thể phân biệt được cái nào là cái chúng ta cần, đúng không? Nếu mà như này chúng ta chết luôn. Chúng ta sẽ gọi đến hàm model trỏ đến get all chẳng hạn như này và chúng ta tiến hành chạy localhost k30v1 NSP. Nhà chết luôn. Cannot redeclare class product model because the name is ready. Tức là cái tên của ngay từ khi chúng ta require và đã chết rồi cơ. Nó không thể biết, nó không thể định nghĩa lại được cái product model này bởi vì hai cái này có cùng tên class. Thế vậy chứng tỏ một điều là chúng ta không thể tạo ra và require ở cùng một lúc được hai cái class có cùng tên bất kể nó nằm ở khác chỗ. Thì đấy là nó thêm những cái lỗi mà chúng ta sẽ gặp phải khi mà không có namespace. Thế bây giờ namespace là cái gì? Thì tôi viết như thế này. Ở trong mỗi class tôi sẽ có thêm một cái từ khóa nữa, từ khóa namespace. Bằng namespace của tôi là model. Namespace ở đây của tôi là model. Namespace ở đây của tôi sẽ là mongo model. Mongo model. Đó. Bây giờ tôi vẫn require bình thường. Tôi vẫn tiến hành require bình thường. Và khi tôi muốn sử dụng cái model là product model, tôi tiến hành là use cái model sược product model. Đến đây chúng ta chạy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó chạy được MySQL product model như bình thường. Và thậm chí là nó cho phép chúng ta require hai file có cùng tên lớp như bình thường. Được chưa? Đấy tác dụng của cái namespace. Thì tóm lại cái namespace nó giống như cái địa chỉ nhà vậy. Nó giúp chúng ta chỉ đích xác đến cái thằng nào chúng ta cần sử dụng và tránh cái việc là hai cái tên lớp cùng trùng nhau bị mà require cùng một lúc thì nó sẽ bị require, nó sẽ bị lỗi là báo định nghĩa lại hai lần. Được chưa? Đấy là cái tác dụng của nó. Nhưng mà trong cùng một lúc ở đây tôi sẽ echo cho thêm một cái đoạn br nữa, thẻ br nữa. Bây giờ có thẻ br. Bây giờ tôi muốn dùng cả cái mongo model để tại chỗ này thì giờ dùng như nào?
Nếu mà chúng ta dùng như thế này, use, bỏ cái home controller này đi, chúng ta không có nó. Use mongo model serve product model. Nếu mà chúng ta làm này thì cái này bị lỗi cả luôn, lỗi cả luôn, không thể dùng mongo product model bởi vì cái name, cái tên của cái product model đã được sử dụng trước đấy rồi, bởi nó sử dụng bởi cái dòng trên, sử dụng trên rồi. Thì bây giờ chúng ta nếu mà có hai class cùng tên mà chúng ta vẫn muốn sử dụng ở trong cùng một file thì cái tên ở phía sau ấy, một trong hai cái chúng ta cần phải đặt cho nó một cái alias s mongo product model. Chúng ta có thể đổi tên nó đi và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ngay phía dưới này. Đây là mg model bằng new mongo product model và chúng ta có thể gọi đến là mg model trỏ đến get on như thế này, reload. Một cái là MySQL product model, một cái là MongoDB product model get on, được chưa? Đấy là cái tác dụng của cái thằng model. Ngoài ra chúng ta khi mà thực hiện cái model như thế này này thì ở bởi vì MVC chúng ta nên định tuyến được cái luồng dữ liệu chạy vào website của chúng ta bắt buộc nó phải đi qua cái file index này, đúng không? Thế vậy bây giờ các bạn thử xem nhé, tôi bây giờ ở trong hôm trước chúng ta có cái file home controller, tôi để là home controller.php. Ừ. Chúng ta có cái namespace bằng controller, có class bằng home controller, hàm này là hàm index. Ở trong này của nó muốn sử dụng cái MongoDB model này. Giờ làm nào. Như hôm trước chúng ta làm là chúng ta cần phải là ở trong cái home controller chúng ta tiến hành là require one cái model serve product mongo gạch dưới model serve product model.php như này, đúng không? Nhưng mà đến bây giờ chúng ta không cần nó nữa, không cần sử dụng này nữa, mà chúng ta tiến hành luôn như sau. Ở index chúng ta đã require rồi, đúng không? Bây giờ tôi sẽ require thêm cái file home controller để chúng ta truyền dữ liệu vào, gọi đến thì đây là controller home controller.php. Ở đây chúng ta lại phải use tiếp, use controller home controller. Ở đây chúng ta tiến hành là CTL bằng new home controller, tiến hành là CTL trỏ đến index như này, gọi đến cái hàm index nằm trong home controller thì chúng ta sẽ tiến hành, nó sẽ gọi vào đây, đúng không? Ở trong này chúng ta muốn sử dụng thêm cái MongoDB product model. Bây giờ chúng ta rất là dễ, muốn sử dụng cái class nào định danh đã được xác định trước, chúng ta tiến hành use, đây là cái này là mongo model, đúng không? Đây, tên cái namespace của nó, use mongo model và product model. Ở trong này chúng ta hoàn toàn có thể là gọi đến cái model bằng new product model và tiến hành model trỏ đến get on. Nó vào đây, chạy như bình thường. Ôi giời ơi, require one controller home controller không có. Đây. Được chưa? Chúng ta chỉ dùng use thôi. Bây giờ mở rộng này. Bây giờ chúng ta đã có cái đây nó là cái namespace của chúng ta, và cái namespace của chúng ta nó sẽ được dùng rất là nhiều ở trong Laravel. Hầu hết là sử dụng namespace và người ta sẽ không động chạm gì đến cái gọi là cái gì, cái require nữa. Chúng ta không phải require bất kỳ cái gì, dùng cái gì cũng chỉ nó đơn giản là use thôi. Để tôi xem là hôm trước tôi để cái, tôi chưa tạo cái block à? Chưa rồi, ok. Đây tôi có demo một cái trang web chạy bằng Laravel đấy.
app, HTTP, controller, product. Chúng ta nhìn, nó không phải require bất kỳ một cái gì, ở bất kỳ đâu người ta cũng sẽ sử dụng cái namespace này. Bởi vì sao người ta không phải sử dụng nữa? Bởi vì cái file index của họ ấy, đây index ở đây, index này, họ chỉ require một duy nhất một file này thôi, require duy nhất một cái file này thôi. Cái file auto load này nó có tác dụng như sau này. Các bạn lưu ý, cái file auto load này chúng ta không biết, chúng ta không phải viết cái file này ra, mà cái file auto load này được sinh ra bởi cái composer. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn config để sinh ra cái file auto load này. Và cái tác dụng của file auto load này này là nó sẽ tự động tiến hành rewrite tất cả các file và tất cả các class nằm trong một cái thư mục do chúng ta chỉ định, và chúng ta nó rewrite hết ở trong này rồi, cho nên chúng ta không phải rewrite thêm bất kỳ một cái gì nữa, chỉ đơn giản là rewrite thêm cái file là auto load này vào trong hệ thống từ cái file index của chúng ta, thế là xong. Còn về sau vào trong project của mình chỉ muốn sử dụng cái gì thì mình use cái namespace cộng tên model và tên class, thế là xong. Thì đấy là cái tác dụng, một phần tác dụng của cái composer. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn để các bạn có thể làm với cái composer cho nó dễ dàng. Đây, chúng ta đầu tiên là cd cho mình vào trong cái thư mục name, thư mục code của mình. Tôi quay lại nhé, chúng ta có thể về làm lại. Đây, cái thư mục của tôi là cái thư mục K30B1 repo này, NPS. Tôi tạo tab mới ra. Tôi tạo project Laravel luôn. Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta có thể làm vài việc lúc. Rồi. Laravel new blog. Rồi vứt đấy. Xong chúng ta vào trong này. Bây giờ để bắt đầu tạo ra cái file mà composer.json ấy. Chúng ta nhìn ở trong này này. Trong Laravel bao giờ nó có một cái file nó tên là composer.json. Cho nên một đống các thứ kiểu. Đây là các thư viện người ta sẽ dùng. Đây là cái đoạn auto load, nó sinh ra cái auto load của chúng ta ở đây. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta làm nào? Làm sao để sinh ra được cái file composer đó? Chúng ta có sử dụng cái câu lệnh là composer init. Đó. Được chưa? Enter xuống. Đây là cái package name, tên thư viện của chúng ta viết là cái gì? Chúng ta cứ enter thôi. Author. License. No. No. Yes. Đó, thế là chúng ta tự động, nó sẽ tự động sinh cho chúng ta cái file composer.json. Xong chưa? Composer.json. Xong. Bây giờ chúng ta ăn cắp của nó một tí. Ở trong phần auto load này, auto load chúng ta sẽ copy cái đoạn này. Ở đâu đấy? Copy cái đoạn này. Chúng ta sẽ require này là những cái thư viện chúng ta sẽ được cài. Ở trong này chúng ta sẽ viết chữ auto load hai chấm. Đây. Chúng ta có cái chuẩn là PSR4, các bạn có thể tìm kiếm. Đây là một cái chuẩn, một cái cách đặt tên thôi. Nó không phải là cái gì cao siêu, nó chỉ là một cách đặt tên thôi. Bây giờ tôi sẽ xử lý như sau. Tất cả các file nằm trong các cái lớp ấy, đây là tất cả các lớp nằm trong thư mục controller, thì nó sẽ bắt buộc phải có cái namespace là controller. Thì chúng ta controller này, đây tên namespace này. Đây là tên thư mục sẽ được áp dụng, đây là controller. Xong. Sau đó tất cả các thư mục nằm trong thư mục model thì sẽ được đặt tên namespace là model, bắt đầu bằng model sược sược hai chấm, đây là thư mục của chúng ta. Và tất cả các thư mục nằm trong thư mục mongo model thì sẽ đặt tên class là mongo, được đặt tên namespace là mongo model. Mongo model. Xong rồi. Bây giờ chúng ta chạy một lệnh nữa để cho nó sinh ra, tự động sinh cho chúng ta cái file auto load. Thì chúng ta sẽ viết như sau. Để tôi clear cái này đi. Composer dump
auto load xong, nó tự động nó sinh cho chúng ta cái thư mục vendor và sinh cho chúng ta file auto load. Bây giờ các bạn xem nhé, ở trong index này tôi chỉ cần tiến hành require duy nhất một file, đó là file vendor sược auto load .php, còn lại toàn bộ cái mớ này tôi xóa đi. Tôi cần sử dụng home controller đúng không? Thì tôi use nó đây. Được chưa? Xem nó có chạy nhá. Chắc là chạy. Vẫn chạy bình thường. Được chưa? Đây vẫn chạy bình thường. Chúng ta không phải require thêm bất kỳ cái gì ở đâu nữa. Không có require. Ở trong home controller cũng không có require. Chúng ta chỉ use thôi. Được chưa nhỉ? Nó đã tự động require chúng ta tất cả những cái thư mục, tất cả những cái file nằm trong cái bộ namespace được config ở trong cái phần auto load của file composer đi xong rồi. Chúng ta không phải động chạm gì thêm. Được chưa nhỉ? Đây là một phần của composer. Phần thứ hai này. Bây giờ chúng ta muốn sử dụng thêm một cái thư viện của PHP nào đấy. Muốn sử dụng thêm một cái thư viện của PHP nào đấy để giúp chúng ta có thể code dễ dàng hơn chẳng hạn. Ví dụ như xử lý về router. Tôi có thể muốn cài đặt cái thư viện này, thground. Đây. Mr. J Green thground sử dụng thằng này chẳng hạn. Thì bây giờ tôi dùng như thế nào? Đây là người ta đã viết sẵn thư viện cho chúng ta rồi. Giờ đây là thư viện của họ này. Hướng dẫn cài đặt này, hướng dẫn sử dụng này. Được chưa? Bây giờ tôi muốn sử dụng như nào? Copy cái đoạn này. Copy composer require thground. Bệt vào đây. Enter chặn. Các bạn chờ một tí, nó sẽ đang tải về. Và tất nhiên nó sẽ thay đổi cái file names, cái file composer của chúng ta để đánh dấu là cái thư viện này đã được tải về rồi. Chạy lâu nhỉ? Gì đây? Không ra, kệ nó. Chạy lâu nhỉ? Do mạng ở chỗ mình nó chậm đấy. Các bạn chờ một chút thì nó sẽ, mình đã làm cái này rồi. Và ví dụ như ở trong cái lớp 1702 này, chẳng biết là đây này. Các bạn thấy cái composer json ở đây không? Mình đã làm rồi. Và nó đã sử dụng cái phroot và Zensensor Blade. Đây là hai cái thư viện mình đã cài về. Thì các bạn xem nó sẽ xuất hiện ở trong cái thư mục vendor phroot và Zensensor Blade. Đây là thư viện. Và mình đã có thể sử dụng nó ở trong cái project của mình bằng cách là controller này. Đây là view của mình, là Blade View của Laravel. Ở đây model ở trong cái file app này, common này, route. Bạn sẽ nhìn thấy là mình ở đây mình có sử dụng thêm hai cái thư viện đấy. Chúng ta chỉ việc use cái namespace của nó và chúng ta sử dụng cái thư viện như bình thường. Router collection departure. Đó, đấy là cách chúng ta đã sử dụng thêm những cái thư viện. Ví dụ như ở đây chúng ta vừa mới cài xong. Thấy không? Thấy cái phroot không? Cài xong rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong file composer json của mình nó thêm cái đoạn là phroot version 2.1. Đó. Dựa vào cái composer này chúng ta có thể sử dụng thêm những cái thư viện mà người ta đã viết sẵn tồn tại ở trên GitHub. Chúng ta có thể cài về máy và sử dụng nó. Nó đỡ tốn công chúng ta phát triển hơn. Được chưa? Đấy là thêm một phần nữa về cái composer và cái namespace ứng dụng của nó ở trong cái project PHP. Và gần như bây giờ không có bất kỳ một cái project nào mà sử dụng được code bằng PHP ấy, mà không sử dụng cái composer. Không có. Rồi ok, mình đã tạo ra cái project blog đây rồi. Mình sẽ đem vào đây. Chúng ta hôm trước cũng mới chỉ dừng lại ở cái việc này thôi đúng không? Mới dừng lại ở đây thôi. Và chúng ta test xem nó đã có thể chạy được chưa. Thì chúng ta cd vào trong cái thư mục blog. Clear đi. Và chúng ta sẽ tiến hành code là php artisan serve để cho nó chạy ở cộng 8000. Bây giờ chúng ta vào website localhost 8000.
Dạ rồi. Thì vậy. Kỳ. Nếu các bạn từ sau mà các bạn gặp cái trường hợp này, no application encryption key, tức là ở trong cái file NV này của chúng ta nó chưa có cái file cái dữ liệu cho cái trường app key này. Bây giờ nó chưa có. Thì bây giờ chúng ta phải sinh ra. Cái này chúng ta không tự viết được đâu, chúng ta phải sinh ra. Sinh ra bằng cách nào? PHP artisan key 2.generate. Viết vào. Cái câu lệnh này nó giúp chúng ta sinh ra cái application key. Tức là một cái khóa của hệ thống. Sau khi gõ xong nó sẽ sinh ra cái application key này và nó ném luôn vào đây. Bây giờ chúng ta click vào đây, thấy xuất hiện chưa? Đó, thì để nó chạy được thì phải có cái key này thì chúng ta mới chạy được PHP artisan serve. Đây. Reload lại trang. Bây giờ mới chạy được. Bây giờ câu lệnh thứ hai của PHP artisan chúng ta là PHP artisan key generate key 2.generate. Xong đi nhỉ? Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta xử lý tiếp về cái mớ Laravel này. Chúng ta sẽ phải đến với khái niệm đầu tiên ở trong Laravel, đó là khái niệm về router. Thì trong router các bạn mở project chưa nhỉ? Trước khi nói đến router thì tôi sẽ phải lược lại một phần những cái thư mục và ý nghĩa của nó ở trong cái project của chúng ta mang sách ra. Nốt vào không phải quên này. Đầu tiên là thư mục app. À từ từ đã. Đầu tiên là các cái file nằm phía rìa ở ngoài này. Những file ở ngoài này nó có tác dụng gì? Thứ nhất, cái file đầu tiên là file NV. File này nó không có tên, nó chỉ có đuôi thôi. File đầu tiên là file NV. Trong cái file này á, nó sẽ config, nó là chính là cái file config chứa những cái thiết lập cho cái website của chúng ta nó có thể chạy được. Thứ nhất là cái app key, chúng ta cần quan tâm cái thứ nhất là cái app key. Khi mà website không chạy được thì chúng ta phải vào kiểm tra xem có app key hay chưa, nếu chưa có sinh ra. Tiếp theo, app debug. App debug tức là các bạn có nhìn thấy cái lỗi vừa rồi không? Cái lỗi vừa rồi nó hiển thị ra. Đây, copy này. Để tôi chạy lại. Rồi. Đây, đây gọi là tính là debug này. Đấy chưa? Nó sẽ báo lỗi cho chúng ta, lỗi cụ thể tên là gì, ở dòng bao nhiêu nếu có. Được chưa? Đó, thì đây là cái trạng thái debug của hệ thống. Được chưa nhỉ? Chúng ta set bằng true. Sau này khi mà đưa website lên chạy thật rồi ấy, thì chúng ta phải set cái này thành false. Được chưa? Để cho nó không output bất kỳ cái lỗi gì ra ngoài cả. Thì chúng ta, bởi vì nếu mà như vậy ấy, thứ nhất là người ta rất là kiêng kỵ. Bởi vì thứ nhất là bởi vì nó lộ ra những cái thông tin của website của mình rất dễ bị hack. Cho nên là người ta sẽ set lại cái app debug này bằng false. Thế ra để cho nó không output ra bất kỳ một cái gì ra ngoài màn hình cả. Tiếp theo, app log level. Thì chúng ta có cái debug này thì nó log ở trong cái phần log thì mình sẽ dạy các bạn ở phía sau. Tiếp theo là app URL. Cái này nhìn quen đúng không? Thì nó chính là vào bằng localhost cái gì đấy, các bạn cũng không cần phải quan tâm đến cái này lắm. Sau này khi mà các bạn đưa cái website của chúng ta chạy production ấy, tức là đưa lên chạy thật ấy, thì chúng ta mới viết lại cái đường dẫn vào website của chúng ta vào đây. Được chưa? Tiếp theo là DB connection. DB connection. Cái này nó là config về kết nối đến cơ sở dữ liệu của chúng ta. Ví dụ như sau, mình tiến hành tạo ra một cái cơ sở dữ liệu. Tạo ra một cơ sở dữ liệu ở đây. Tạo ra một database mới là database name là k30dl-blog. Đó, k30dl-blog. Để xem nào. Đây, đúng chưa? Bây giờ chúng ta kết nối đến cái cơ sở dữ liệu kia thì chúng ta có cái kết nối ở trong này người ta sử dụng PDO. Cho nên là chúng ta có cái kết nối, cái này nó chính là cái chữ MySQL đầu tiên của cái new PDO. Được chưa? Sau đó là DB host thì chúng ta có thể, nếu mà kết nối đến máy của mình thì là 127.0.0.1 hoặc là local host. Được chưa? Nếu mà ở máy khác hoặc ở một con server khác thì chúng ta có thể là
trỏ đến cái con server đó bằng ví dụ bằng cái IP của con server, ví dụ như 255.189.12.11 chẳng hạn. Đấy là cái IP của cái máy chứa cơ sở dữ liệu, thì chúng ta phải viết cái IP của máy đấy vào đây. Được chưa? Đây là 127.0.0.1, đây là máy của mình. Tiếp theo là cổng và cái phần mềm MySQL nó chạy là cổng 3306, chúng ta không đổi. Những cái này hầu như là chúng ta không đổi. Được chưa? Tiếp theo đến DB database, đây là cái tên của database của chúng ta. Tên database chúng ta vừa đặt là cái gì? K30DL gạch dưới block đúng không? Tạo ra K30DL gạch dưới block. Username là cái tài khoản truy cập vào cái MySQL. Root. Password của mình là 123456, còn của các bạn nó sẽ là để trống. Password trống thì các bạn để trống thôi. Để trống như này. Được chưa? Rồi còn phần còn lại thì chúng ta chưa cần phải quan tâm. Chưa phải quan tâm đến mới này. Mấy nữa đến đoạn gửi mail thì chúng ta sẽ xử lý ở đây. Còn cái phần này là Redis, chúng ta sẽ không phải động đến làm gì cả. Bởi vì chúng ta không phải làm việc với Redis. Phần này nó là phần advanced rồi. Sau này chúng ta gửi mail gì đấy thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn config nốt phần này. Được chưa? Rồi xong. Đấy là cái file đầu tiên, là cái file NV giúp chúng ta kết nối, tạo ra những cái kết nối cơ sở dữ liệu này, tạo ra app key này, rồi tạo mấy nữa chúng ta còn có thể là có cái chế lốc được setting ở trong này. Được chưa nhỉ? Tiếp tục, chúng ta sẽ có cái file là file Composer JSON. Cái file Composer JSON này nó sẽ là cái nơi để chúng ta lưu trữ những cái thư viện sẽ được sử dụng ở trong cái hệ thống. Thì ở đây chúng ta có cái phần require dev là những cái thư viện sẽ được sử dụng trong hệ thống. Phần autoload thì vừa rõ rồi, nó sẽ là giúp chúng ta config về những cái namespace có trong cái project của mình, rồi test tiếp các thứ các kiểu, script sẽ được chạy như thế nào. Đó. Phần YAML với lại webpack thì cái này chúng ta chưa phải động đến. Sau này khi nếu mà có thời gian chúng ta làm việc với React hoặc là Vue.js ở trong Laravel chúng ta mới cần React này. Thì bây giờ chúng ta chưa phải động đến. Tiếp theo đến các thư mục tiếp là thư mục đầu tiên là thư mục vendor. Trong thư mục vendor nó lại chứa, thứ nhất chứa file autoload. Thứ hai chứa tất cả các thư viện sẽ được sử dụng ở trong cái project và cụ thể là trong cái framework của chúng ta. Tất cả các thư viện đều chứa trong này. Được chưa? Tiếp theo là cái thư mục về app. App là sẽ nơi sẽ chứa model. Trong cái mô hình MVC nó sẽ chứa model. App có cái thư mục HTTP nó sẽ chứa controller. Và một cái phần người ta gọi là middleware. Middleware nó giống như là cái fail, nó sẽ chặn những cái request của các bạn làm. Website của chúng ta có thể là sử dụng rất là nhiều, có thể nhận rất là nhiều request lên đúng không? Nhưng mà cái fail này nó giúp chúng ta chặn lại theo những cái điều kiện nào đấy. Không phải thằng request nào gửi lên cũng sẽ được xử lý. Thì chúng ta có cái thằng middleware này để chúng ta chặn lại những request đấy và đẩy nó sang một cái trang khác. Ví dụ như kiểu là khi mà người ta chưa đăng nhập và người ta cố tình vào admin thì chúng ta phải đẩy họ ngược lại về trang login. Thì đấy là cái phần là cái nhiệm vụ của middleware. Hoặc khi mà người ta đã đăng nhập được vào hệ thống admin rồi nhưng họ không phải là role là quản trị, nhưng mà họ vẫn cứ muốn vào là chỉnh sửa sản phẩm, thì chúng ta phải viết một cái middleware để chặn họ lại và đưa họ về trang 403 là trang báo là mày không có quyền vào đây. Được chưa? Mày phải quay lại. Đó là cái tác dụng của thằng middleware. Và cái phần controller thì đây là cái chữ C ở trong mô hình MVC. Tất cả controller của chúng ta nằm hết ở trong thư mục app HTTP controller. Được chưa? Đây là sẽ là nơi chứa controller của chúng ta. Được chưa nhỉ? Tiếp theo nữa là cái thư mục bootstrap thì trong này nó là nơi để chúng ta config thôi. Chúng ta tôi cũng chưa đọc chưa hết trong này nó có những cái gì. Nó là nơi để định tuyến lại. Chúng ta xem nó là nơi để định tuyến lại những cái luồng dữ liệu sẽ được chạy ở trong cái project của mình thôi. Chứ nó không có gì cao siêu, chúng ta không phải sửa gì cả trong này. Không phải động chạm vào đây, được chưa nhỉ? Thư mục tiếp theo là thư mục config. Thì cái này chúng ta sau này sẽ phải động đến. Config đúng như ý nghĩa của nó thôi, là cái thư mục chứa những cái chỉnh sửa setup về cái website nó sẽ được chạy như nào. Ví dụ
chúng ta có nhìn thấy, chúng ta vừa rồi vừa qua cái file NV đúng không? Thì cái file NV nó cung cấp cho cái nào đọc? Thì cung cấp cho cái thằng này, config app này, app name này, các bạn thấy file cái NV không? NV này, app name này. Thì cái này này, nó tương đương với việc là cái hàm này có tác dụng là đọc ở trong file .nv này cái key là app name có không? Đây có key là app name. Được chưa? Nếu mà cái app name này có giá trị ở sau dấu bằng thì cái config ở cái name của cái project này nó sẽ là tên là bằng cái giá trị ở trong app name ở trong cái file nv kia. Nếu không thì sẽ được set bằng cái string là Laravel. Đó. Nv app nv hoặc là production debug này, URL, thấy không? Đấy, nó là những cái config của chúng ta. Ví dụ hoặc là chúng ta có config về database thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy, các bạn nhìn thấy cái phần default này không? Default này nó sẽ set là cho chúng ta là cái project của chúng ta nó sẽ kết nối đến loại cơ sở dữ liệu nào. Thì nó sẽ kiểm tra ở trong cái file NV kia, nếu mà có DB connection thì nó sẽ lấy giá trị của DB connection là bằng MySQL. Còn nếu không có, nếu không có thì nó sẽ bằng lấy bằng cái giá trị là MySQL này. Thế vậy cái giá trị MySQL này nó có tác dụng gì? Kéo dưới tí nữa. Đây là connection. Ở trong này nó sẽ có thể giúp chúng ta kết nối rất là nhiều những loại cơ sở dữ liệu khác nhau. Đúng không? Thì cái MySQL ở trên này này, tương đương việc nó sẽ chọn một cái loại kết nối cơ sở dữ liệu nào đó ở dưới này. Được chưa? Thì với MySQL thì chúng ta có driver là MySQL, host bằng dbhost hoặc bằng 127.0.0.1, port bằng dbport hoặc 3306, database bằng cái dbdatabase. Đúng không? Đây là những cái phần mà chúng ta config. Thế nếu mà chúng ta không config, chúng ta thích viết thẳng vào đây được. Ví dụ như cái db name này tôi sửa lại thành thẳng 127.0.0.1 luôn. Thì như vậy thì cái key ở đây này, cái db host này nó chẳng có tác dụng gì với app này cả. Được chưa? Người ta đã fix cứng, nó đã fix cứng ở trong này rồi thì chúng ta không cần phải động chạm đến cái file nv kia nữa. File nv không có tác dụng gì cho những cái key là db port hoặc db server name. Đó, và chúng ta fix cứng vào trong này. Thì đấy là cái tác dụng của cái phần config, sau này còn nhiều cái cần biến động đến. Đấy là file config, tiếp theo là file database. Cái này chúng ta cũng sẽ được động đến sắp tới thôi, buổi sau nữa chúng ta sẽ được sò đến. Cái này nó có tác dụng gì? Tôi demo chúng ta thử xem nhé. Chúng ta nhìn thấy ở phần migration không? Đây thư mục migration đúng không? Nó có những cái file là create user table tạo ra từ năm 2014 tháng 10 ngày 12. Chúng ta chạy một câu lệnh thôi. Đây DB của chúng ta chưa có cái vẹo gì nhá. DB chúng ta chưa có một cái bảng nào đúng không? Xem này. PHP artisan migrate. Xong, chạy xong. Chúng ta nhìn nhá. Thấy không? Nó tự động tạo cho chúng ta những cái bảng. Bảng này có sẵn các cái cột luôn. Đây chúng ta có thể xem. Design table. ID là in này, key này, name, email, password, remember, token, create, us, updated, us. Tự động tạo chúng ta những cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu. Thì cái phần migration này này ở trong phần database, nó sẽ giúp chúng ta tương tác, có nghĩa là định nghĩa ra cấu trúc các bảng ở trong cơ sở dữ liệu mà chúng ta kết nối đến. Thì đấy là tác dụng của nó. Đấy chưa? Chúng ta hoàn toàn thể tạo một cái bảng mới, ví dụ như tôi thích thì tôi tạo, à thôi được rồi, để phần sau đi, không nói lan man. Còn cái phần sheet, cái sheet này này, nó giúp chúng ta tạo ra insert sẵn những cái dữ liệu mẫu ở trong cơ sở dữ liệu cho chúng ta. Thế là cái tác dụng của phần sheet. Public, các bạn nhìn thấy các bạn hiểu rồi đúng không? Là nơi chứa CSS, JS của hệ thống. Được chưa? Và cái file này nó sẽ là cái file đầu tiên, cái thư mục này sẽ là cái thư mục đầu tiên được chạy khi mà chúng ta đưa nó lên hosting. Thì hôm nào tôi đưa nó lên hosting, tôi chỉ cho các bạn cách config cái Laravel nó chạy như nào. Thư mục resource trong này nó sẽ chứa một cái file rất là quan trọng của chúng ta, thư mục rất là quan trọng, chứa view. Rồi cái chữ V ở trong MVC. Route thì chứa những cái định nghĩa về các cái đường dẫn sẽ được hệ thống xử lý. Storage trong này sẽ chứa những cái file log. Đây lưu lại lịch sử, các bạn nhìn nhá. Nó là lịch sử những cái hành động đã được xảy ra với hệ thống. Test sau này các bạn sẽ được
học về sự, chạy unit test ở trong này. Vendor thì là thư mục ấy rồi, thư mục về cái thư viện rồi. Đấy chứ nhỉ? Đấy là toàn bộ những cái ý nghĩa của thư mục. Yên tâm, hôm nay về nhà sẽ phải làm cho tôi một cái file để viết lại cái ý nghĩa của thư mục. Rồi, bây giờ để tiếp theo sang cái phần router này. Route. Chúng ta có web đấy đúng không? Route, để học về route thì chúng ta mở sách ra. Laravel.com/doc. Đúng vào trang này. Laravel.com. Tạo đi. Laravel.com. Xong sau đấy là vào documentation. Click vào. Yeah, đây nó sẽ là vào phần install hôm trước đúng không? Cài đặt. Chúng ta search cho tôi chữ route. Yeah. Search tôi chữ route. Đó. Kéo lên trên. Basic route. Thì ở đây cái route là cái gì? Cái route nó là cái nơi để chúng ta quy định. Nhớ nhắc là nơi để chúng ta quy định các cái đường dẫn sẽ được tồn tại ở trong hệ thống và được hệ thống xử lý ngoài những cái dạng không chặn. Được chưa? Thì bây giờ ở đây nó quy định về cái route get sược, đúng không? Tương đương với cái việc artisan serve này. Tương đương với cái việc là website này sẽ xử lý cái localhost 8000. Nó sẽ vào đây. Nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta cái view và welcome. Nó chính là ở trên này. Reserve view file welcome plate. Chứng minh bằng cách chúng ta có thể là, đây là thiện TH. Ra ngoài kia reload. Được chưa? Đây nơi nó sẽ đẩy về. Web route get. Đây là cái URL sẽ được xử lý. Xử lý như thế nào? Ở đây nó sẽ trả về cho người ta một cái giao diện. Thì giao diện nó tên là welcome. Welcome nằm trong cái thư mục reserve view welcome. Được chưa? Tiếp theo này. Cái router. Cái router của chúng ta nó có những cái nhận những cái request gì? Các bạn nhìn xem đây. Router get, tức là nhận những cái request dạng get, request dạng post, request dạng put, pack, delete, option. Nó có khả năng nhận được các cái loại request method đó. Request method nó chính là config ở trong cái phần method của cái form khi chúng ta gửi lên. Được chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể test được những cái này bằng cách là cài thêm cái ứng dụng, cài thêm cái thằng Postman. Cài thêm cái thằng Postman này để giúp chúng ta gửi request để test lên phía trên server. Được chưa? Ví dụ tôi có quy định là route 2.2.post. Ở đây là thiện TH function. Echo ra something. Ví dụ thế. Được chưa? Nếu mà chúng ta làm này, thì bây giờ chúng tôi có thể gửi một cái request dạng get lên trên server thì chúng ta xem nó có nhận không nhá. Localhost 8000 hiện TH request dạng get send lên. Báo lỗi ngay. Method not allowed. Đúng không? Cái request dạng get cho cái URL thiện TH này không tồn tại. Được chưa? Không được định nghĩa ra thì nó sẽ không xử lý và nó báo lỗi ngay lập tức. Đó. Thế bây giờ chúng ta test thử cái request dạng post gửi lên thiện TH này. Thì làm nào? Từ từ chờ tí tôi tắt cái kernel này đi nào. Rồi. Chúng ta sửa lại thành request dạng post gửi lên something. Được chưa nhỉ? Nó đã giúp chúng ta xử lý cái request dạng post gửi lên trên server và nó đã xử lý cho chúng ta rồi. Đó, đấy là cái
round, cú pháp là round 2 chấm kiểu request sẽ nhận và URL sẽ nhận của chúng ta. Được chưa nhỉ? Đấy là cái các cái request method mà nó sẽ nhận, thì chúng ta có thể đọc ở trong này round get port put pack delete. Tiếp theo cái router của chúng ta nó có thể xử lý logic cho một cái URL bằng hai cách như hôm trước tôi vừa giới thiệu. Cách thứ nhất là viết một cái function đặt ở đây. Viết một cái function luôn và xử lý logic, có thể là cộng trừ nhân chia và trả một cái view nào đó. Hoặc chúng ta có thể đưa nó về một cái controller. Đưa về một cái controller thì chúng ta tạo controller ra, và ví dụ tôi đưa nó về là home controller chẳng hạn, thì đây là home controller index như này. Được chưa? Thì là nó sẽ đưa cho chúng ta đưa cái request này về cái hàm index nằm trong home controller để xử lý logic. Trong đấy chúng ta muốn xử lý cộng trừ nhân chia, muốn tương tác đến cơ sở dữ liệu như nào tương tác và trả về cái gì cho người ta thì trả. Thì nó sẽ nằm ở trong controller. Được chưa? Đây là hai cách chúng ta xử lý. Còn để demo chúng ta tôi xử lý hai một cách thôi. Tiếp theo, cái route của chúng ta có thể đặt tên cho nó. Ví dụ đặt cho nó một cái tên name bằng là homepage. Cái này để làm gì? Ví dụ chúng ta đặt tên cho nó thì chúng ta phải gọi tên nó đúng không? Thì chúng ta đơn giản, ví dụ tôi ở đây tôi return ra cái route homepage thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó là cái gì. Localhost 8000. Yeah. Bây giờ test tiếp này. Route get hiện dhurl function. Đặt cho nó một cái name. Được chưa? Bây giờ chúng ta gọi đến này, xem nó trả về cái gì nhá. Get. Trả về cái gì? Cái URL cụ thể đến cái route kia của chúng ta. Được chưa? Sau này chúng ta, cái này nó có tác dụng là khi sau này ở ngoài view của chúng ta, ví dụ như tôi trả về cái view welcome này nhá. Tôi có cái thẻ A này đúng không? Đây tôi link đến thiện th đúng không? Thì tôi sẽ đơn giản như này. Như bình thường chúng ta phải viết text cụ thể ra là sược sược cái gì đấy đúng không? Ở đây chúng ta có route thiện th. Được chưa? Tôi về welcome. Chúng ta nhìn nó hơi over nhé. Thấy đường dẫn là gì? Localhost sửa kiện DH đúng không? Kích vào sẽ bị lỗi bởi vì chúng ta có quy định cái method ở đây là method gì? Post. Đây tôi lấy get đi. Được chưa? Đó, chúng ta không phải viết những cái thẻ A, thẻ X, các thứ nó dài nữa. Mà chúng ta chỉ sử dụng cái hàm route này, chúng ta muốn link đến cái đường dẫn nào, chúng ta viết cái tên của cái đường dẫn đấy vào đây, là chúng ta có thể có cái đường dẫn kia luôn. Được chưa nhỉ? Đây là một ứng dụng. Cái ứng dụng thứ hai là cái URL này của các bạn ban đầu là thiện th đúng không? Sau này là mình thích thì mình đổi. Được chưa? Mình đổi đi thôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả. URL ở dưới kìa. Được chưa? Nó sẽ ăn theo cái name thì là nó cố định. Nhưng mà cái URL của các bạn biết đâu đấy, các bạn làm một tuần thì thằng sếp dở hơi nó bảo là các bạn đổi URL này như thế này nó mới hợp SEO. Đúng không? Mà các bạn lỡ tay viết cái URL này nó liên quan đến khoảng 20 cái màn hình khác nhau. Được chưa? Liên quan đến 20 cái màn hình khác nhau thì chúng ta cứ thay đổi URL thoải mái. Sử dụng cái route này thì chúng ta sửa, chỉ cần sửa ở trong cái từ mục route này thôi, cái file route web này thôi. Chẳng ảnh hưởng đến những thằng khác bởi vì chúng ta đã dùng cái name của nó chứ không phải dùng cái URL này đâu. Được chưa nhỉ? Chẳng liên quan. Đấy là cái thứ hai là cái route name, đặt tên cho một cái URL.
cái name này sẽ đi cùng với cái hàm là hàm route ở ngoài view hay là ở bất kỳ chỗ nào chúng ta có thể xử lý. Hoặc như sau này, các bạn thấy nhá, xem nhé. Nếu mà ở đây tôi sẽ return ra cái, nếu vào get thiện th url, tôi sẽ vào cái route thiện th đúng không, hiển thị ra cái url của thằng này đúng không. Nhưng mà nếu mà tôi vào url của thằng này thì tôi sẽ tiến hành return redirect, tức là chuyển hướng cái website của chúng ta đi một trang khác. Ví dụ redirect lên một cái route, redirect sang cái route là homepage. Được chưa? Redirect sang cái route là homepage. Coi nhá. Đây. Nếu tôi vào cái này thì ra URL này đúng không? Xong. Để tôi vào đây, copy cái này. Mở tab mới. Thấy không? Nó vào rồi xong nó redirect đi một chỗ khác. Thì chúng ta không cần phải viết cụ thể lại cái này là gì nữa cả. Chúng ta redirect gọi đến cái hàm route của cái name nào đấy là nó sẽ tự động nó chạy đi. Được chưa? Đấy là cái phần route cơ bản. Tiếp theo. Tiếp theo này. Route của chúng ta có thể biến nhận tham số như bình thường. Có thể nhận tham số như bình thường. Ví dụ chúng ta có một cái route là add get này. Add student. Student function. Tôi muốn khi mà người ta vào trong cái URL của tôi, người ta truyền cho tôi một cái tên của thằng sinh viên và tôi hiển thị ra cái tên của sinh viên đấy, thì tôi sẽ nhận các tham số như sau. Cách nhận tham số này: một dấu bất kỳ, đóng mở ngoặc nhỏ, name. Đây là cái biến sẽ tồn tại trên URL. Và bây giờ ở trong cái function kia, khi mà các bạn viết như thế này rồi, tôi được phép viết ở trong này là biến name. Và tôi return, return cái đô la name cộng với string là đẹp trai như thế. Được chưa? Test nhá. Add student đúng không? Add student link nt đẹp trai. Được chưa? Chán. VD không. Chẳng VD không đẹp trai. Được chưa? Nó nhận được các tham số ở trên URL và nhận bao nhiêu cũng được. Nhận bao nhiêu cũng được các bạn. Chỉ việc thêm vào đây một cặp đóng ở ngoặc này H. Và chúng ta thêm vào đây là H trừ đô la H tuổi 20 tuổi, 50 tuổi. Được chưa? Nhận bao nhiêu tham số cũng được. Và cái cách nhận tham số và cái cách viết URL như này, nó giúp website của chúng ta SEO dễ hơn. Tức là giúp URL nó cộng được điểm nhiều hơn cho cái website của mình, Google. Được chưa nhỉ? Đây là loại tham số đầu tiên, là require parameter. Require là tham số bắt buộc. Bởi vì sao gọi là tham số bắt buộc? Ở đây chúng ta quy định là hai URL, hai tham số đúng không? Tôi xóa cái thằng 50 này đi của ông Tráng đi. Chết luôn. Thấy không? Không tìm thấy ngay. Bây giờ tôi bắt buộc phải truyền thêm một cái XX nào đấy vào đây thì nó mới hiển thị. Chứ nó không xử lý đâu. Nó đẩy đi sang chỗ khác ngay. Được chưa? Thế vậy thì nếu tôi muốn cái thằng này nó có cũng được, không có cũng được thì sao? Thêm một dấu hỏi chấm vào đây và set cho thằng này bằng một cái giá trị mặc định, nếu không truyền vào thì bằng không. Chúng ta xem. Vũ Đình Tráng, 0 tuổi. Được chưa? Đấy là hai loại parameter của chúng ta là require parameter và optional parameter. Ghi vào. Rồi lại quên đấy. Require parameter. Optional. Đây, tôi viết đây cả.
cái này nó quy định bằng cái này. Cái này quy định bằng cái này. X x pointer. Trong round. Hai cái bút nhỏ. Xong chưa? Đi nhỉ? Tiếp tục nhá, bài tập. À thì tôi hướng dẫn thêm cho các bạn cái phần này nữa. Đây chúng ta nhận được cái hai cái tham số đấy rồi đúng không? Bây giờ chúng ta truyền ra view. Chúng ta sinh ra một cái view giao diện nào đấy. Chúng ta sẽ có return. Return ra một cái view thì chúng ta viết chữ view vào đây. Return ra view nào? Chúng ta viết cái tên của view vào đây. Ví dụ tôi return ra cái view ở trong này đây view nhá. Tạo một cái file mới. Tên là addToStudent.blade. Đuôi phải là blade nhá. addStudent.blade.php. Xong. Ở trong này chúng ta truyền dữ liệu ra cái view kia thì chúng ta viết vào đây là addToStudent. Đấy đó, xong. Và bây giờ truyền dữ liệu ra ngoài màn hình. Ví dụ truyền cái name và truyền cái age này ra ngoài màn hình. Chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là tạo ra một cái array. Key nó chính là bằng cái name var. Ví dụ tôi đặt đây là name var. Mang giá trị là bằng cái biến name. Tham số thứ, cái tham số thứ hai là age var. Mang giá trị là bằng cái biến age. Được chưa? Đây là truyền cách thứ nhất này, copy. Bây giờ tôi echo ra đây, tôi có một cái thẻ H1, H2 đi. Tên tôi là 2 chấm. Cái này gọi là echo. Cái này là echo này, PP echo này. Dollar name va. H4. Tôi năm nay 2 chấm. Age và tuổi. Được chưa? Có vậy thôi. Test này. Tôi là Tráng VD 0. Tôi năm nay 0 tuổi. Đây, Tráng. Đây tôi viết tiếng Việt nhé. Vũ Đình Tráng. Năm nay 19 tuổi. Được chưa? Đây là cách truyền dữ liệu từ ngoài, từ cái nơi chúng ta xử lý ra ngoài view. Đây là cách thứ nhất. Nốt vào. Lưu ý cái key này này, cái key ở trong array nó chính là cái giá trị. Cái biến sẽ được tồn tại ở ngoài này. Đây các bạn nhìn thấy tôi dùng là name var và age var đúng không? Và chúng ta truyền ra ngoài thì cũng là name var và age var. Được chưa? Nó vào. Xong chưa? Quay, nhanh đấy. Tiếp tục này, cách thứ hai. Cách này dễ hơn. Chúng ta gọi hàm compact. Chúng ta gọi hàm compact. Truyền vào đây những cái string tức là tương đương với các cái tên biến của chúng ta. Đây là name. Ở đây là age. Age. Và ra ngoài addStudent kia. Chúng ta sửa lại cái này thành name. Cái này thành age. Lỗi gì đây? À đây, thiếu dấu đóng ngoặc. Đâu nhỉ? Vũ Đình Tráng, 19 tuổi. Cách thứ hai dùng hàm compact. Đây là hàm. Nó trả ra một cái array với key bằng name và giá trị bằng cái giá trị của biến name. Đây nhá. Tôi test cho này. DD ra cái hàm compact của cái name và age coi nhá.
Có phải name bằng name không? Có tên biến không? Giá trị bằng giá trị của cái biến không? Đúng không? Đây là tác dụng của cái hàm compact. Không được. Tiếp tục nha. Ôi sao. Bây giờ bài tập của chúng ta là chờ đi, đề nghị. Bây giờ chúng ta có một cái làm lại cái bài tính chu vi tam giác. Khi mà vào trang chủ. Đây. Khi vào trang chủ thì hiển thị ra cái view nhá, bắt buộc phải là view nhá. Hiển thị ra cái view gồm 3 view là 3 cạnh chứa form. Có 3 cái ô. Là 3 cạnh. Thế này. Submit lên thì đẩy ra URL là tính toán, tính trừ toán. Kiểu dữ liệu loại là get, bên là get, method là get. Và ở sau tính toán xong, hiển thị ra thôi cái diện tích chu vi của tam giác đấy. Cái này làm rồi, nó làm nhãn rồi, làm đi. Vào trang chủ thì làm ra cái form, submit cái form thì đẩy vào cái tính toán. Gì đây giá? Giờ gì? Hả? Cái này là cái gì? Cái sản mới à? Sản phẩm mới rồi. Vỡ ra. Câu đây là cái gì? Biết vào đến sáng mai. Đây. Cứ đảo ra luôn đi đâu. Trang chủ thật ạ. Trên trang chủ là cái biết rồi cái kia. Thank you.
A là hợp với C. Rồi cứ làm con đi rồi đi cũng chỉ
chào chú nha. Đây, chúng ta quay đây tí. Nó hướng dẫn chúng ta làm cái phần nhận dữ liệu từ form. Ví dụ tôi vẫn trả về cái welcome nhé, không thì trả về Gendro. Đây, trả về cái view này, tôi tạo ra cái view mới. Xong, cuốn HTML ở đây. Rồi chúng ta có cái form, có action bằng round tính trừ toán. Ví dụ thế đi, đúng không? Method bằng post. Method bằng post nha. Tôi thích post. Hả? Rồi, tôi sẽ sửa lỗi cho. Đây, các bạn chưa comment phần này đúng không? CSRS token đúng không? Để nguyên đấy, tôi sẽ để giống các bạn nha. Được chưa? Rồi, xong. Trong này để cho nó bị tránh cái lỗi, ví dụ như chúng ta có một cái button type bằng submit này. Đây là save đây đúng không? Rồi xong, tôi sẽ tạo ra một cái route tính toán. Request dạng post. Post tính toán function gì gì vào đây. Tôi chỉ biết là return ra một cái đã nhận. Ví dụ thế, đúng không? Đây, request một round post rồi đây. Test. Gì vậy? Tính toán, à đây, 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 đây. Chưa đặt name. Rồi. Gì vậy? Chờ tí nhá. Để à. Gì vậy? Expire due inactivity. Bản 5.5 nó bị ngu. Biết rồi, nhưng mà các bạn có bị như này không? Bị như này chán. Nó báo như này à? Sao giờ nhìn lạ thế? Đây là cốt lỗi rồi. Đây, post này. Nào, post này. Thì chúng ta khi mà post ấy, thì bởi vì trong Laravel nó có cơ chế là bảo vệ website khỏi những cái request không phải gửi từ cái view của nó sinh ra. Được chưa? Phải là những cái giao diện của cái project đấy sinh ra thì nó mới nhận. Chứ còn của những cái thằng khác, ví dụ thằng postman là nó không nhận. Đấy nha. Tính trừ toán post và đi thêm cái thêm một đống này vào nhé. Lên nó sẽ báo lỗi ngay đúng không? Thì bây giờ chúng ta làm sao để xóa cái đấy đi và nó có thể nhận được dữ liệu, chúng ta phải có thêm cái này CSRF gạch dưới view. CSRF view reload lại. Chúng ta không thấy màn hình mình có ảnh hưởng gì đúng không? Nhưng thực ra nó có sinh ra thêm một cái thẻ HTML nữa của chúng ta đấy. Nó sinh ra thẻ input type hidden name bằng gạch dưới token value của một cái token tùm lum. Chẳng ai biết nó mã hóa kiểu gì luôn. Được chưa? Đấy, reload lại, sau đó viết số 1 vào đây. Đã nhận. Nhận chưa? Đó, thì chúng ta phải thêm cái field này vào, mỗi cái form của chúng ta phải thêm cái CSRF field này vào nữa. Thì nó mới nhận được. Bây giờ tôi sẽ nhận cái giá trị của chúng ta nhá. Nhận cái giá trị A này nhá. Nhận bằng cách là đây tính toán này đúng không? Thì chúng ta cần phải có thêm cái use cái illuminate
HTTP request. Đây là một cái thư viện thôi. Request này kiểu dữ liệu này. Đây là request. Đây là biến sẽ nhận này. Giờ chúng tôi echo nhá. Return này. Return ra cái đô la request. Nhầm. Return request này. Cái biến kia của chúng ta tên là gì? Tên là A đúng không? Trỏ đến A. Tạm thời vậy đã. Bằng 2 chưa? Back lại 200 này. Được chưa? Đấy là cách chúng ta sẽ nhận dữ liệu từ cái form. Đây. Phần này là lấy Illuminate HTTP request. Xong chưa Lương? Hả? Vẫn bị à? Thế về cả lại win đi. Tôi nói thật đấy. Hả? Apache không bật được à? Khởi động lại máy con. À, vừa khởi động xong đúng không? Về cả lại win. Nói thật đấy. Những cái lỗi kiểu đấy là về cả lại win đấy. Hả? CSRF. CSRF view. Trắng. Ôi giời, cô cứ đua đòi cái tôi làm cái gì? Thích thì cái PP Store mà cốt. Nó hỗ trợ luôn đấy. Bên nào? Bên web này hả? Đây. Ngày mai là thứ mấy nhỉ? Ngày mai là thứ tư. Ông có đi học không mà nghỉ? Mai đi họp. Và hỏi xem mai lớp kia đổi sang 3:30 học.
Okay.
biết là bạn là không biết là phải làm những cái quy trình nào đơn giản không phải cũng không nhiều cả. Lâu thế.
chưa? Ok. Kia là bên nào? Bên gì? Ờ là như nào? Nha. Đây tôi có ví dụ, tôi có cái biến A nhá. Nó sẽ bằng request trở đến A đúng không? Tôi muốn truyền nó ra ngoài một cái view. Nha, tôi truyền nó ra cái view thì return. Tôi phải return cái view là một cái view nào đấy. Được chưa? Sau đó thực hiện compact cái biến A kia. Nha, ví dụ tôi truyền nó ra cái view là view result đi. result.blade.pp nhá. Được chưa? Thì đây tôi về để điểm H1 chẳng hạn. Tôi echo, đây là biến echo này. Biến A. Ở đây truyền ra tôi thường thực hiện bằng cái việc compact này, đây là result. Được chưa? Thấy chưa? Hai, nếu mà có hai biến, ví dụ chúng ta có thêm biến B, B như này hả? Request cho đến B đúng không? Chúng ta thêm phải vào đây B. Yeah. Tôi làm này cho xong hết rồi đấy, không còn cái gì đâu. Xong chưa? Làm được tốt cho các bạn thì tôi cũng chữa nó rồi nha. Hôm nay chúng ta xử lý về round này, có get này, định nghĩa URL này, nhận các tham số này. Giờ tham số chúng ta có hai loại, tham số là required parameter và optional parameter. Optional nó hơn cái là có thêm dấu hỏi chấm ở phần cuối, được chưa? Tiếp theo chúng ta biết thêm về phần return ra một cái view, return ra một cái view, và ở trong cái view đấy chúng ta truyền dữ liệu từ chỗ chúng ta xử lý ra ngoài. Để dùng cái này compact truyền dữ liệu ra. Tiếp theo nhá, một phần nữa về cái phần view này, một phần nữa về cái view này để chúng ta có thể về nhà làm bài tập cho tôi. Ví dụ vào cái Trienzo này chẳng hạn, đây là cái file html đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta làm như sau. Ví dụ chúng ta có một cái file là nằm trong public này, cs này, tạo ra một cái file mới tên là main.css, sẽ có cái phông thuộc tính là sao này, sao còn là phông size
bằng 30 pixel được hả? Được chưa? Áp dụng tất cả các thẻ. Bây giờ tôi muốn cái file Trienzo này của tôi nó được áp dụng cái file main.js này. Thì các bạn không làm được cái việc này được nhá. Không làm được cái việc, ví dụ đây nó là ở trong file resource đúng không? Thì lùi mấy cái xong truy vào public cũng được đâu nhá. Không chạy đâu. Giờ chúng ta phải vào, ui, link giỏi nhỉ. Phải thực hiện như này. Asset path thì cái này nó tự động nó trỏ vào trong public. Được chưa? Tự động nó trỏ trong public luôn. Thì chúng ta sẽ vào là CSS sửa app main.css. Đó. Được chưa? Thì nó to vật không? Đó, thì đây là cách chúng ta sẽ link đến các cái file tài nguyên của mình nằm trong cái thư mục public. JS cũng vậy. Được chưa? Sau này khi mà chúng ta làm ấy thì cái cấu trúc thư mục nó rất là lằng ngoằng. Thật đấy. Đây nhá. Ví dụ cái app tôi đang làm chẳng hạn. Thì đó là cái này thôi. Thì cái số lượng thư viện ở trong cái project này public ấy, nó nhiều cực kỳ luôn. Đây. Kéo mãi không hết. Nó nhiều lắm. Cho nên là chúng ta có thư viện chúng ta nhét vào trong này và chúng ta để kết nối để áp dụng cái thư viện đấy vào trong một cái màn hình thì chúng ta sử dụng cái asset. Cái asset này dùng để cho cả CSS lẫn JS. Ví dụ chúng ta có một cái file là main.js chẳng hạn. Đây đúng không? JS này đúng không? Chúng ta có file là main.js. Trong này chúng ta có console.log là hello world. Này. Ở trong cái chỗ này chúng ta muốn áp dụng cái JS kia. Chúng ta có là script đúng không? Script text JavaScript có src bằng vẫn là asset đến JS sược main.js reload này. Bây giờ bật cái console log này thấy hello world. Chạy phải JS rồi đúng không? Thì ngay bây giờ các bạn đã có router, đã có sơ sơ về cái view. Việc của bạn sẽ làm như sau. Chúng ta có cái đề tài đúng không? Đề tài làm giao diện đợt trước đấy. Thì bây giờ bê cái giao diện của cái đề tài đấy ốp vào trong website phía client. Giao diện. Để làm sao khi mà ví dụ như của bài của Linh là về bán mỹ phẩm đúng không? Đúng chưa? Thì khi mà bấm vào cái đường link nào đấy thì chúng ta để vào trong web thì chúng ta localhost 8000 này. Sau đấy bấm vào cái đường link nào đấy thì nó sẽ nhảy sang cái đường dẫn là ví dụ là sược chi tiết sản phẩm. Ví dụ như này. Thì nó vào cái trang hiển thị chi tiết sản phẩm. Được chưa? Đấy, còn ví dụ của Quân chẳng hạn, bấm vào một cái navigation ở trên menu này chẳng hạn. Thì bấm vào đây là danh mục. Đây là danh mục. Danh trừ mục sược 1 chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ hiển thị ở đây danh sách tất cả những con vật nằm trong cái danh mục 1 đấy. Được chưa? Đấy, thì chúng ta bài này chúng ta sẽ phải hoàn thành cho tôi vào đến ngay là thứ tư rồi đúng không? Thứ ba đúng không? Đến thứ ba tuần sau tôi sẽ kiểm tra. Nha. Thứ ba tuần sau tôi sẽ kiểm tra cái bài này, không có thì các bạn sẽ không được bảo vệ đâu. Và sẽ phải học lại môn này với K31 nha. Hả? Ông làm giao diện đấy, bê cái giao diện cũ bê vào đây. Được. Hả? Mất rồi hả? Mày làm gì mà mất? Thế hả? Đi nhá. Ngồi cốt lại từ đầu nha. Với cái bài này này, lưu ý với cái bài này, chúng ta được phép bóc tách và sử dụng những cái theme có sẵn hoặc sử dụng Bootstrap các thứ các kiểu được hết, không yêu cầu chúng ta phải cốt lại. Chúng ta cứ thấy cái gì đẹp chúng ta bê vào đây dùng, không nhất thiết là phải cốt mới hoàn toàn, được chưa? Và phần admin mấy nữa tôi hướng dẫn các bạn nó cũng sẽ sử dụng theme, ví dụ theme trông như này này. Đó.
nó là một bộ sượt cốt có sẵn. Ví dụ như tôi có cái bộ thêm về cái Metronic. Đâu nhỉ? À rồi. Chẳng biết để đâu. Thêm đây. Metronic. Thẳng luôn. Đây. Ví dụ có cái bộ thêm này ạ. Thì tôi bóc tách hết tất cả các cái file CSS ra. Đó, tôi dùng. Dùng từng phần, dùng màn hình nào thì tôi sử dụng cái màn hình đấy luôn. Lấy từng cái ra, bê vào trong sử dụng. Thì đây là nó cái kho JS JavaScript nó đã có sẵn cho chúng ta rồi, chúng ta chỉ bê về thôi. Dùng phần nào thì lấy phần đấy ra ốp vào. Thì đấy là cái cách chúng ta sử dụng theme. Thì chúng ta ở phía client và ở phía ở ngoài của chúng ta cũng được phép sử dụng cái theme, những cái theme mà chúng ta muốn. Được chưa? Đó. Thì đây sẽ là cái bài tập về nhà của chúng ta từ giờ cho đến tuần sau, thứ ba tuần sau nhá. Bây giờ thì làm bài tiếp đi. Bài kia xong chưa? Đâu ra là mang đây à? Kinh nhỉ, tự tin nhỉ. Team view. Nhanh. 8 1 7 3 0 3 2 7 9 à. Rồi. Phát. Nhưng mình thấy có gì sai sai. Ba thành nhân với nhau. Rồi, còn bạn nào chưa làm được không? Rồi nhá, link điểm danh đi link.